Chào các bác nhé. Đây, buổi sáng đầu giờ. Đây là một ca em đi Lội Thành Hà Nội. Đây, điều hòa. Vậy các bác có nhu cầu thì liên hệ có gì ủng hộ em nhé. Đấy. Thì năm nay thì nó thời gian còn rất là dài để các bác có thể chuẩn bị được cho mình cái mùa hè của năm tới. Vậy các bác có nhu cầu gì những cái sản phẩm điều hòa hay máy giặt hay là tất cả những sản phẩm khác các bác cứ liên hệ. Vâng, xin chào các bác.